thưa quý vị hôm nay tại trụ sở ủy ban nhân dân tỉnh đã diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu đảng chính quyền hai tỉnh điện biên và tỉnh luông nậm thà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào dự hội đàm về phía tỉnh điện biên có đồng chí trần quốc cường ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy đồng chí lê thành đô phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng chí lò văn phương ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh dự hội đàm về phía đoàn đại biểu Đảng chính quyền tỉnh Luông Nậm Thà nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào có đồng chí Vieng Sàvat Vat si Phandon ủy viên ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng Lào bí thư tỉnh trưởng tỉnh Luông Nậm Thà cùng các thành viên trong đoàn trên tinh thần đoàn kết hữu nghị tin cậy và hiểu biết lẫn nhau hai bên đã thông báo về tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng hệ thống chính trị tại mỗi tỉnh trong thời gian qua đặc biệt thời gian qua quan hệ hữu nghị đặc biệt hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam Lào nói chung tỉnh Điện Biên và tỉnh Luông Nậm Thàn nói riêng luôn được gìn giữ và phát huy, tiếp tục mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể hai tỉnh đã cử nhiều đoàn lãnh đạo tỉnh, cán bộ các sở ban ngành, các đơn vị sang giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong quan hệ đối ngoại nhân dân. Trong lĩnh vực về dịch vụ vận tải, tỉnh Điện Biên đã mở tuyến vận tải hành khách từ Điện Biên đi Luông Nậm Thà và ngược lại, phục vụ có hiệu quả việc trao đổi hàng hóa của nhân dân, phát triển kinh tế xã hội mỗi bên ngoài ra hai tỉnh phối hợp tổ chức tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ kết nối cung cầu mở rộng thị trường xuất nhập khẩu trong công tác quốc phòng an ninh hai bên đã tăng cường phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm tại hội đàm hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ theo đó thời gian tới hai tỉnh tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành cụ thể hóa thực hiện hiệu quả những nội dung hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác đầu tư phát triển thương mại du lịch dịch vụ công nghiệp xây dựng giao thông vận tải nông lâm nghiệp phối hợp đảm bảo quốc phòng an ninh Tiếp đó chiều nay, đoàn đại biểu đảng chính quyền tỉnh Luông đậm Thà đã có chuyến khảo sát tham quan mô hình trồng cây mắc ca tại bản Nàng Nghè, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ. Đi cùng đoàn công tác có đồng chí Lê Thành Đô, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ban nhân dân tỉnh. Chia sẻ với đoàn công tác tỉnh Luông đậm Thà, chủ tịch ban nhân dân tỉnh Lê Thành Đô cho biết, hiện nay toàn tỉnh đã thu hút được 13 dự án với tổng quy mô gần 70.000 hecta cây mắc ca. Đến nay toàn tỉnh đã trồng được khoảng 10.000 hecta cây mắc ca. Năm 2023, Tỉnh Điện Biên đã cử đoàn cán bộ kỹ thuật, doanh nghiệp sang ba tỉnh Bắc Lào để khảo sát địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu và hỗ trợ các tỉnh trồng thí điểm cây mắc ca. Cũng trong chiều nay, đoàn đại biểu Đảng, chính quyền tỉnh Luông Nậm Thà đã đi tham quan các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.